một người vừa đen vừa xấu đã vậy còn mặc một cái áo dài cách tân màu xanh chuối. Áo dài hả? Giả bộ đổ nước vô là em lấy khăn em chùi chùi dùm. Kể câu chuyện các bạn ngu ngu hồi nãy á, thì em mới ghé qua em nói bạn mình nói thiệt các bạn á, bạn ngu thiệt á. Xong rồi chồng em mới chớ mắt ra nhìn em, xong rồi nói không, mình nói thiệt mà, từ nay trở đi á hả, Uyên không phải đi về một mình nữa, Toàn sẽ đưa Uyên về. Nói chung là lúc đó em cảm thấy xinh xến, em đấy là rửng da gà. Dạ, giới thiệu em tên là Dương Hữu Toàn, hiện năm nay em 24 tuổi, hiện đang là tài xế lái xe. Còn em? Em tên là Vương Bảo Uyên, năm nay em 24 tuổi, em là thợ uốn tóc. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Em và chồng em gặp nhau là thông qua một người bạn chung. Hôm đó thì người bạn chung nó mới rủ em và một người bạn nữa đi ăn uống. Thì trong lúc ăn uống thì bạn em mới kể là có một người bạn mới bị thất tình, nói chung là cũng bị bạn gái cũ nên là em cũng nghe, em cũng nghĩ trong đầu là trời ơi sao bị lợi dụng rõ ràng vậy mà không biết. Lợi dụng hả? Là cái bạn dạ, bị bạn, lợi dụng. Dạ đúng rồi, bạn chồng em á. Thì em mới nghĩ vậy thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau chồng em tới em mới có ấn tượng mạnh với chồng em. Đó là một người vừa đen vừa xấu để vậy còn mặc một cái áo dài cách tân màu xanh chuối. Dạ lúc đó chồng em làm ở bút phê. Cái đồng phục của nhà hàng đó nó vậy đó. Rồi mang thêm một đôi giày mỏm cá sấu mà em cực kỳ ghét những ai mà mang cái đôi giày đó, nên là nói chung ấn tượng đầu tiên là cực kỳ xấu luôn. Còn ấn tượng của em đối với vợ là lúc đầu lên thì thấy trong bàn thì vợ em là trắng nhất, đẹp nhất, nên em thấy vậy em bắt ghế em sát vô em ngồi liền. Sát cho lên luôn hả? Dạ, hai cái ấn tượng nó chung chắc nhau á. Là màu đen với màu trắng rõ rệt. Dạ. Rồi trong suốt cái buổi đó rồi là chắc là em chủ động là trò chuyện rôm rả đúng không? Dạ đúng rồi, em là người chủ động, rồi em còn giả bộ đổ nước vô là em lấy khăn em chùi chùi dùm. Ủa lúc đó là vợ em là mặc quần dài ha? Dạ quần sọt anh. Đủ thân. Dạ chứ chưa. Rồi có để yên cho lâu không? Dạ không, thì em cũng thấy có. Xong rồi em mới thấy vô duyên quá, nhưng mà em nghe kể câu chuyện các bạn ngu ngu hồi nãy á, thì em mới ghé qua em nói bạn mình nói thiệt các bạn á, bạn ngu thiệt á. Xong rồi chồng em mới chớ mắt ra nhìn em, xong rồi nói không, mình nói thiệt mà. Sau cái câu nói của vợ em á thì em mới nói trời, người đâu đẹp mà vô duyên quá, em mới nghĩ đầu rồi. Em mới nói là lần này anh sẽ cua cho bỏ ghét. Rồi xong thì lúc đó vợ em đi vệ sinh, em mới xin số điện thoại của vợ em qua người bạn đó. Về em mới liên lạc làm quen. Nhưng mà trong cái buổi đó là tụi em ngồi với nhau là xong rồi đi về hay là đi tiếp tục tăng hang nữa? Xong thì đi về. Thì lúc đó chồng em cũng ga lăng kêu là thôi để mình đưa bạn về. Thì anh đưa em về, thì mới nói một câu nghe xếp: Uyên có hay đi về một mình không? Em nói là thì cũng có một mình thì đi về một mình thôi. Xong anh ấy nói là từ nay trở đi á hả, Uyên không phải đi về một mình nữa, Toàn sẽ đưa Uyên về. Nói chung là lúc đó em cảm thấy xinh xến, em đấy là rửng da gà. Một kiểu cô gái rất là một cái kiểu rất là ngôn tình. Nhưng mà em thì không hợp với kiểu đó. Nhưng mà em không thích cái kiểu mà soái ca ngôn tình kiểu đó. Dạ. Thì điều gì mà khiến cho em lại và từ ghét em từ ghét mà chuyện thành yêu? Hôm đó chồng em mới rủ em đi coi phim. Em thì rất là sợ ma. Thì bữa đó không biết sao rồi hết vé hay sao đó thì chồng em lại mua phim ma. Thế là vô em sợ quá, em cứ bám với lấy chồng em. Xong rồi anh ấy lợi dụng nắm tay em. Xong rồi ra thì anh ấy mới nhẹ nhàng nói là Uyên có đồng ý làm bạn gái của Toàn không? Toàn sẽ bảo vệ Uyên đồ này nọ. Thì nói chung là em cũng cảm thấy cảm động nên là em cũng đồng ý. Vậy là từ lúc ghét cho đến lúc đi coi phim là bao lâu? 2 tuần. Vậy là trong 2 tuần là từ ghét chuyển qua là xúc động rồi đó đúng không? Từ cái hôm xem phim đó xong rồi đến lúc hai người đám cưới á là lâu không? 6 tháng là cưới. Rồi sớm không em? Sớm. Sớm. Sao cưới sớm dữ vậy? Dạ nói chung là một hiểu lầm nho nhỏ giữa hai gia đình. Ba mẹ chồng em á thì mới xin lên nhà em là để thăm hỏi gia đình. Còn phía của nhà em á thì lên thăm hỏi là gần giống như dạm ngõ nên là nó hơi nhanh. Thì sau khi dạm ngõ xong, bên vợ em mới nói với bên nhà em là thôi thì giờ hai đứa nó cũng vậy rồi, anh chị về đi coi thầy đi rồi mình chọn ngày cưới luôn. Thì lúc mà coi thầy á thì ổng bảo là đám hỏi trong năm nay, rồi một là cưới liền luôn, không thôi là 2 năm nữa. Thì ba mẹ thấy vậy thì cũng lỡ đám hỏi rồi mà để con ta 2 năm hai năm thì sao nổi. Dạ nên thôi đám cưới luôn trong năm luôn. Vậy là cái thời gian nó quá nhanh như vậy á, lúc cưới nhau xong rồi á chắc là cũng vỡ mộng nhiều lắm hả? Lúc mà em có bầu á là mọi chuyện có bắt đầu là cũng hơi xấu đi rồi. Lúc đó chồng em bắt đầu là đi chơi nhiều hơn, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau nhiều. Ủa em tại sao lúc vợ mang bầu mà em lại đi nhiều là sao, lý do gì? Lúc mà vợ em mang bầu á thì tính tình thay đổi hay càm ràm em lắm, với lại chuyện nhỏ nhặt gì cũng lôi ra kiếm chuyện chửi ấy. Nên em rất là ức chế, rồi đi làm thì mệt rồi mà về gặp cái cảnh đó nữa nên em thấy như bị stress vậy đó. Em luôn tìm cách né với mặt vợ em. Còn cái lý do này nữa không? Dạ có anh. Bình thường lúc đầu thì vợ em có 52kg à, nhưng mà khi mà mang bầu á tăng lên tới 75kg lận anh. Giờ vừa càm ràm em rồi xấu nữa nên em rất là bực mình trong người.
coi như vừa vừa xấu người xấu nết luôn, phải không? Cái đó là đúng luôn. Có những người người ta tăng cân nhưng mà về cái làn da, về những cái trạng thái nó vẫn không thay đổi. Lại có những người phụ nữ tăng cân rồi còn về cái hình thức bên ngoài nó sẽ trở nên mụn người sưng húp này đó, là vợ em có. Dạ có, lúc đó tay chân của vợ em nó sưng, nó phồng lên giống như là bị phỏng vậy. Mặt có bị mụn không? Mặt thì không có mụn nhưng mà mũi thì nó to lên, biến dạng. Em nói chung em nhìn vô gương em còn thấy không nhận ra mình nữa. Lúc đó em stress lắm, tại vì trước đó em nghĩ là mình cũng không đến nỗi nào, nhưng mà có bầu xong mình cảm thấy mình vừa mập vừa xấu nè. Nói chung là không có vui trong trong lòng nữa và cũng sợ chồng chơi. Khi chồng mà bỏ đi liên tục như vậy, cái cảm giác em sao? Em có nghĩ là vì có lẽ mình xấu quá cho nên chồng mình bỏ đi không, hay là do là mình càm ràm? Em cũng biết là lúc đó mình cũng xấu thiệt và mình cũng hay càm ràm thiệt, nhưng mà cái bản thân người phụ nữ mang thai á, người ta có nhiều cái suy nghĩ, cứ ở nhà là nghĩ chồng mình đi ra ngoài đường vui vẻ rồi, còn mình thì cứ phải ở nhà. Với lại em cũng còn trẻ nữa, nhìn thấy bạn bè mình đi du lịch đồ này nọ đó, nhiều khi em cũng thấy là ủa sao kỳ vậy, bạn bè mình thì còn được đi chơi còn mình thì có gia đình rồi, nhiều khi không được đi đâu rồi vậy, nên em cũng ức chế. Em chịu đựng cái tình trạng đó trong bao nhiêu lâu? 6 tháng. 6 tháng là 6 tháng. Tháng thứ 7 là em đã về nhà, em là ở Đà Lạt để đợi sinh. Rồi lúc đó có chia sẻ với ai được không, hay là không, tự mình ôm cái nỗi buồn đó một mình? Tại vì em quan niệm là mình đã đi lấy chồng á thì buồn vui của mình á thì thật ra mình nên giữ cho mình. Thì nếu mình nói cho ba mẹ mình biết á thì mẹ mình buồn, nên em không kể cho mẹ em nghe. Không kể cho mẹ, không kể cho bạn? Dạ không. Không chia sẻ cái điều đó với chồng? Dạ. Vậy thì em giải tỏa cái ức chế đó bằng cách nào? Dạ, chửi chồng. Chửi chồng. Là giống như chồng em về thì em sẽ tìm những cái lý do gì đó để em nói ảnh, để giải tỏa cái tâm lý của mình thôi. Mà nhiều khi ảnh cũng hơi vô tâm thì cũng không nhận ra cái điều đó. Nãy giờ em nghe vợ em chia sẻ vậy á, cái cảm giác em sao? Em thấy thì lúc đó em cũng vô tâm thiệt, em không có tâm lý, tại vì em thấy em cũng còn trẻ nên em cứ chơi thôi, chứ em đâu có nghĩ trong người là vợ mình bị thay đổi như vậy, có suy nghĩ như vậy nên chat kiếm chuyện với mình không. Thực ra là tụi em không xử lý đúng cách trong cái mối quan hệ với nhau. Nói chứ trách chồng thì cũng có trách, nhưng mà nếu mà bây giờ mình bình tĩnh mình nhìn lại thì mình cũng sẽ thấy là nếu như hồi đó mình xoay cái chiều hướng theo một cái hình thức khác thì có lẽ là nó sẽ có lợi cho cả mình và cả chồng hơn. Ví dụ như thay vì mình chửi bới chồng mình thế này thế nọ thế kia thì mình xả cái stress đó, cái áp lực đó bằng một hình thức khác. Ví dụ em phải cho chồng em thấy giọt nước mắt của em, cái buồn bã của em, cái cô đơn của em khi mà em bị ở nhà một mình như vậy và em không thể chia sẻ được với ai. Đó là một cách. Cách thứ hai, mình nói thẳng với chồng tất cả những điều đó. Em biết là anh bỏ đi là bởi vì em thay đổi về hình thức quá nhiều, nhưng mà anh phải hiểu rằng bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia, thì chắc có lẽ là chồng em sẽ hiểu hơn. Vì giá mà đây là một người đàn ông mà 27, 28, 30 tuổi, có lẽ là anh ấy sẽ xử sự khác. Nhưng mà tội nghiệp là em bé mới 23, 24 thôi. Lúc mà vợ có bầu là lúc 23 thôi. Cho nên làm sao mà có thể suy nghĩ được những điều đó. Đó thì đây là một cái kinh nghiệm. Đó là về phía vợ nha. Còn về phía chồng, đúng là em quá vô tâm. Khi vợ em có bầu, đáng lý ra em phải lên mạng để em biết cái kiến thức về cái người phụ nữ khi có bầu họ sẽ thay đổi như thế nào, thì em sẽ hiểu được tại sao vợ em lại như thế. Chúng mình phải tìm hiểu, đúng không? Cho nên thực ra trong cái việc vừa qua thì cái lỗi chồng nhiều hơn. Do đó ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn làm một cái điều gì đó thiệt là đẹp với vợ bạn để chuộc lại cái lỗi lầm. Cũng nhân dịp lên chương trình thì anh biết trong khoảng thời gian qua anh rất là vô tâm với em, khiến em buồn và suy chết, có ấn tượng xấu về anh, thì bây giờ cho anh xin lỗi. Đó, đứng lên ôm ôm cái cô anh nào. Đó. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy hả? Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn? Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Hả? Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thượng. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Huấn luyện viên. Rồi vậy là em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì? Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, đó, chị khán giả chưa ai biết cả. Đúng bây rồi. Giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào. Đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? À lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ.
là anh đưa Quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà chứ còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối giờ chỉ gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào. Cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á, nói chung là chị biết trong cuộc đời em á là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi mà làm sao để tao quen ổng ngoài kia. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Là phái liền. Là em á, em đúng rồi, em là bị sấm sét ái tình anh này rồi. Còn Hoàng em Anh thì sao? Sao Hoàng Anh? Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy. Lo nhìn cái cô mà đẩy xe đúng không? Đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng rồi nhìn là dễ thương rồi các thứ. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào rồi mình cũng cười. Mình lịch sự mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là em biết là cái đoàn Cần Thơ á là người ta về là người ta sẽ đi ngang cái lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết là chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi, là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em cũng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại leo đi lên đâu. Thì có một tấm hình thì mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mà thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với lại em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Khoa Hoàng Anh, cho anh hỏi, mà cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, ngồi trên xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á, em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 á, năm 2004 đầu năm 2005 thì phải, thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là dữ nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, cứ gọi là hết tiền. Xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á,
Thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của nghe trong giọng điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào. Thôi, cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện thoại đúng không? Luôn. Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có chứ sao giúp được em. Cô ơi hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui. Mất thời gian đúng không? Đốt nhiều thời gian. Với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh. Vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được. Mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á, là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em đó. Lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó nhanh, nó hơi quá nhanh đi. Để mình không có kịp để xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ổng cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói đó tất tần tật họ đó. Để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. Thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như con gái không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ thuyết phục đó. Tấn công vô rồi bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô đốc vô. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là người ta gọi là dạ, hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xem mắt thôi, thì qua xem mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ mới vô nhà, xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ. Mình không hiểu sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó, rồi là đám ra mắt đó, rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ có một tuần sau là đám hỏi. Là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mà em sẽ em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Trời ơi, hỏi. Tức là em không, em không biết có cơi lại. Mẹ có tâm sự với em.
là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, quen người ta, thương người ta rồi ở thời gian rồi chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bất công là Kim Lý lại khổ thêm. Tức là cứ nghe thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ thương, thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á, thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên, từ sáng đến chiều, không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em biết nào. Thế em suy nghĩ là, chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như mình. Thì mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong, sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy? Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó, em nói nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á. Sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái thôi. Trời cha ơi. Hung con vậy đó. Cái chiều. Chiều tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không. Chở qua nhà bạn, xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ, nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã, ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó, khi người ta gặp em, người ta chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ, mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Chở vô chỗ rồi xăng xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi trời, trời. Em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời Lý, anh trục cái cảnh anh Lý thấy phải trục chặt hàng. Anh nghĩ sao vậy trời ơi. Em nói em rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng, người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Ngồi luôn ở trên xe. Đi xong rồi nha. Đổ xăng xăng rồi em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Hay xong đi ra đường em tàn vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi đó, đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa, mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Hay xong ha, xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong tàn vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết trơn. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ơi, ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để anh ta đổ xăng thôi. Giật lên giật xuống. Trời ơi, làm biến, trời làm biến tới cái mức mà không xuống xe luôn. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý, thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt.
đúng không? Anh nói không không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha, đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. À đúng rồi. Ê, nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê. Tại vì má em như vậy nè, tao nói rồi nha, bốn đứa con gái, nhà có bốn đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Còn nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Duy chị nắm tay đồ. Bắt quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chớ nếu không có bầu là chết, hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á, là sau này á, thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng ổng có trong sáng không? Ổng á, ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hôn trên trán thôi. Dạ. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Tức ba là má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Không, ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà... Mày làm cho con người ta có chữa mà mày không biết rồi. Mày bị quánh bầm đầu, bầm cổ không? Quánh chết sống không? Rồi. Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn thì mang rồi để đó, rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói gì á. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mà sao Lý? Sao ổng em hỏi chị, tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? Không. Ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không. Tiếm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết bị sao. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. Thi paragame á. Dạ. Nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Bây giờ cái đêm cái đám hỏi sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng xà quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ông lắm. Không có nhậu. Là ông hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tất quất. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng xà quăng không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao quan biết rồi là đúng không? Thường là như vậy đó. Rồi, anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn đó. Đó. Không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng không được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai, cái đêm đầu ấy giống như ông xà quần, ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi ấy, nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Giờ bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái mang mê tí, xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em thì không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có tư không vấn em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà hung đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhiều người biết vậy. Nhưng mà anh ấy
nói chung là em quý nhất là cái gì, là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không 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 dối em. Anh ấy không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á là anh có quen cái bạn học là anh có hung bạn đó. Đó trời đất ơi, 14 tuổi rồi biết. Là chỉ có... bắt trước mà. Mà kể từ đó chắc chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm mà gì mới ngán cho tới giờ luôn. Chắc có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này, tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Ai nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì cũng... là ngừa được rồi. Thì đó, thì bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái chân, nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đêm sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường thì cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà. Đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái niệm, nhưng mà cái niệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xào quần gốc gột xong cái xào quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì nói, em mới hỏi vợ em, nói, ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, chinh à, đúng rồi, rồi. Tiết, gái tiết chinh thì nó à thì ở đó giờ mình không có biết cái này à. Chứ ông mà biết cái thời điểm đó. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi như giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí rồi các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên là cũng ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. Nhớ hoài dạ. Cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á là anh cứ mắc cỡ, mặt mà em đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết trơn. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi, hai đứa mấy đứa chưa? Chị nhưng mà nói chung là ghen về những cái chuyện đó là ảnh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết. Chuyện vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Mà hỏi chị, ví dụ như chị rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á,
ôi cứ giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có cái là giống như ảnh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà ảnh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái đúng cảm rồi, giác thực là cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này. Cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ, rất là trân trọng. Anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn. Là bạn đang nhiêu tuổi rồi? Dạ bé lớn em 15, học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi, học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm ha. Rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá. Bây giờ nếu mà kể không, nữa em thì... mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai như em đứa nói thôi ha. Chứ dạ. Định đứa thứ ba. Không, nếu mà thật sự mà muốn sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á, và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á, chứ nếu không em đẻ 4 đứa thôi. Em rất là thích. Thôi hai. Không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó thôi. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà này, trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thôi không, mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi, thế mình đẻ đứa khác đi để mình nựng. Thôi đang khó khăn thì đó, mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe, chưa kể là dịch bệnh nữa. Sức khỏe khó khăn rồi, đủ lắm sức khỏe nữa. Tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi. Thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh đó. Bây giờ em muốn không? Đó. Hồi nãy giờ toàn là nghe giờ, kể chuyện toàn là đẹp không bây à. Giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể bây thôi. Giờ kể đi em đó. Không bây giờ để Hoàng Anh đúng rồi, Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ, cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời, giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả. Phái ôm vậy đó. Phái ôm mình á, nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó. Đó là tật xấu như hả? Cái tật xấu tật cái bàn ngủ mà. Xong rồi có cái nào bà đè mình không, tật đó dễ thương mà. Bắt ôm, bắt chồng mình ôm vậy thôi. Ôm quá chị, em ôm kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ không lạ vậy, là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái hán của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói anh quýu em chưa, không quýu được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không, hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á. Không biết, nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào gác mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không, xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt, là bắt đầu tối em ngủ bằng... Sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á. Em để lên cổ anh xong rồi anh nghe ở đây mà để xuống hoài, em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó... mà mệt rồi là ngáy ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè, thì hay shopping đó... bừa bộn nè, mùa đó shopping không nè. Bừa bộn nhà còn một nè. Cái xấu nhất nữa là như vậy nè, thôi để ông kể đi, là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá ngoài làm cự á, khó là ăn á hả, có nghĩa là chị ăn thịt cá hả chị? Là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn, không thích ăn cá, phải ăn thịt thôi à.
mà bữa em nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy một cá là bắt đầu em quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vâng lên là em nhìn thấy vậy hôn ăn mình đánh đi. Không, ủa anh đã anh biết mà không không ăn cá mà anh mua vậy hôn chạy cho anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cau nhau luôn. Là giận hờn đó, là không thích ăn cá đó. Là cá. Em xấu nhất là như vậy đó, cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu không, hỏi có điệu không vậy, có điệu không? Không, không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy. Mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha, chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Nhưng là tật xấu của chồng. Tật xấu của em, đó là tật xấu của em đó. Đó là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chị gì làm biếng. Ngoại trừ cái đó em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang điểm. Chị làm biếng khủng. Mặt đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi. Mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra bắt đầu em vẽ. Nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á là bắt đầu lớn lên được ấy ha. Là bắt đầu biết ngựa, nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm đó là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xuống miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm không? Bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi là ngồi đợi. Ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái uống cà phê ngồi. Đợi ông khoái mà ông khoái chị. Ông khoái á. Ê hồi nhỏ chắc em sớm mới gọi Lý Điệu không, đúng không? Ủa sao nó được vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi em bằng Lý Điệu. Đừng có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt nữa nghe. Đúng chính xác. Dạ, đúng rồi. Trời đất ơi. Hồi đó mà con hoa sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì ít bộc lộ lắm. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống vậy nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á là anh, cái thứ nhất cái đầu tiên á là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi. Đã dễ sợ không? Em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó anh? Làm gì vậy anh? Lúc đó chắc phải mặc quần vô luôn. Mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy. Em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không. Anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết. Thì mình bảo là, nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mà muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu không là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Là gì? Nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thai phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè.
Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là xong. Nhíu. Ảnh đi ngang hay đụng vai chân, nói chung bất cứ vậy đó. Đó là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không? Vậy là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhíu không vậy? Trước khi không tối muốn cái mang mê cái vú cái hung tóc đồ làm vú chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à. Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết hay không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt ấy xong về lăn ra ngủ rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỗi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó nhưng mà anh thì không. Giống như anh làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nha, theo chị á, mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Thì chắc là vậy đó chị. Lãng mạn đó. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Thương con chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn nó cứng. Trời, hiếu có người nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chị ghen vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả? Sao cái giường nhỏ gì mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa. Không nói tới nữa em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi. Tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Đúng rồi. Không? Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ông bớt áp lực. Em cũng bớt áp lực. Thế là ông sẽ nói nhiều đúng không? Không có nghĩa là gì nè, ổng sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm ràm nó đi đúng không, thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hai chồng khỏi bị móc. Dễ thương cái đó đúng rồi, nó mới hoài luôn. Không áp lực là làm được đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị, sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị móc là lý do mình cầm ràm nhiều quá. Ổng bị áp lực. Không phải em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng em. Bị cục hứng đó nghe. Là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó. Nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương quá đó. Đó là dính liền anh. Lý điệu này nè. Không, con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá. Chết luôn đó. Bữa nay chăn mắm đó. Đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn, và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo nha.